nha. Con mày đây ngủ quá trời ơi, người ta đang buồn ngủ mà bắt người ta dậy trời ơi. Cổng tôi cổng đi đi ra ngoài đó làm cái gì à? Muốn gì? Muốn thì cổng đưa mẹ đây đi, cổng mày đây đi thì muốn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồi Hộp Family Cuộc Sống 7. Thì theo như các bạn thấy là video clip nào xuất hiện, cái cảnh đầu tiên cũng là Ngọc ở văn phòng. Tại vì đây là cái chỗ mà Ngọc làm việc mỗi ngày, mà sáng nào cũng phải ra đây để làm việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 2 tháng 3 ở Mỹ. Thì tiếp tục ra văn phòng, hôm qua thì ra lau dọn, quét trời. Các bạn thấy đồ này sạch sẽ rồi, chay có chỗ chơi, đồ này kia nó sạch sẽ. Rồi nó ngồi im, nó coi điện thoại, nó chờ mẹ làm việc. Có mẹ có làm gì thì phụ mẹ. Hôm nay Ngọc có tới ngày Ngọc phải đi làm cái việc này, là tại vì các bạn thấy không? Các bạn biết này là gì không? Đây là nguyên một bịch nhị hoa ngày Tây. Thì đối với cái nhị hoa ngày Tây ở bên Ngọc á, một cái chuyến hàng nào từ Afghanistan về đó, Ngọc cũng phải gửi một bịch này tới viện kiểm nghiệm. Tại vì biết làm sao không? Nói chung là mình mua hàng người ta lâu dài thì mình là đối tác của người ta, thì Ngọc phải chắc ăn là mỗi cái chuyến hàng người ta phải gửi Ngọc đúng một cái chất lượng hàng đó. Mình đâu có tin được, nhiều khi người ta nói ok giờ gửi hàng này cho mày rồi đó, lấy đi lấy xài đi, nhưng mà mình đâu có biết là chất lượng mỗi cái chuyến hàng nó sẽ giống nhau hay khác nhau, không thể nào biết được hết, chỉ có kiểm nghiệm thì mới ấy được. Nên là Ngọc lúc nào cũng là trước cái hàng mà trước khi gửi tới mọi người là đã được gửi đi kiểm nghiệm trước rồi. Thì hôm nay là cái ngày đó, là Ngọc phải đóng thùng như vậy nè, đó, bỏ vô đây gửi tới cái viện kiểm nghiệm Miss West ở bên Chicago đó. Lúc nào cũng phải kiểm nghiệm trước khi mà mọi người uống, để sao? Thứ nhất là biết cái đối tác mình gửi đúng cái lượng cái hàng đó cho mình, là người ta không có gian dối, là người ta gửi hàng dởm hơn hay là này kia khác nọ, người ta mình nào nhìn mình đâu có biết, đúng không? Phải có máy móc, phải có kiểm nghiệm rồi người ta mới biết. Tại vì khi mà các bạn biết rồi, khi mà Ngọc cung cấp hàng tới tất cả mọi người á, là phải 100% nó đúng y chang cái chất lượng chứ không bao giờ được khác. Nên là mọi người, khi mà mọi người sử dụng cái hàng bên Ngọc cứ yên tâm, đã được kiểm nghiệm tất cả mọi thứ nó phải giống y chang nhau. Chứ mà lần này Ngọc lấy cái số lượng hàng này, Ngọc kiểm nghiệm cái con số nó như vậy, lần sau cái con số nó thấp hơn là Ngọc thấy là chỗ này lại gửi hàng cho Ngọc tầm bậy ra, là thấy là trên là nghỉ chơi rồi, nghỉ làm việc rồi. Bạn tôi mua bạn mà mình làm ăn với nhau mà bạn vì chút lợi bạn gửi cho tôi hàng không có tốt như cái hàng trước, đâu được, đúng không? Là khách hàng uống là không được, là mất uy tín của Ngọc, thấy chưa? Bởi vậy mà nhân mặt cái gì dễ tạo nên, chứ còn uy tín là không bao giờ. Mất uy tín một cái một là thấy xong luôn cuộc đời luôn. Nên là Ngọc nói rồi, nhất là phải cái hàng đúng như vậy, là nó phải đúng y chang như vậy, không được khác bất cứ một cái nào hết á. Nên là mọi người cứ yên tâm, Ngọc đã lo hết. Cái chuyến hàng này là khi mà Ngọc gửi đi mà kiểm nghiệm á, là phải 3-4 tuần mới xong. Thì đó, cái lượng hàng mà để dành cho mọi người mua trong cái dòng tháng này á, là nó đã được kiểm nghiệm hết rồi. Rồi bắt đầu á, trước khi mà gửi mọi người cái chuyến hàng sau á, là cái chuyến hàng này nè, là phải có kết quả tốt về mới bắt đầu tiếp tục phân phối cho mọi người cái chuyến hàng sau. Chứ còn mấy là Ngọc gửi Ngọc trả về bên kia lại á. Này bạn tôi mua bữa giờ bạn chất lượng mà bạn đưa tôi là tầm bậy, chất lượng thấp hơn cái chuyến kia là không được rồi, là nghỉ chơi với người đó liền. Nhưng mà rất là may mắn, là nói chung là rất là may mắn, chưa có bị không có bị là cái lần nào cái kiểm nghiệm nó cũng ra giống y chang nhau, là vui, đối tác nó vui, bạn chơi vậy là bạn chơi được với tôi nè. Chứ còn mà không ấy là tôi không có mua hàng của bạn nữa đâu đó. Bây giờ là đóng gói xong rồi bắt đầu là đi gửi. Cái gì? Có một cái gì? Đó, đây, nó không bao giờ mà nó ngồi chịu ngồi cái ghế đó hết á. Nó ngồi là nó ngồi đó, mẹ ngồi đây ha, mày ngồi đây mày làm việc trên máy tính là nó ngồi sau lưng. Nó bắt buộc nó phải ngồi sau lưng, nó đeo gì mà nó đeo ý như là cái con gì mà ưa đeo mẹ vậy ta. Con đó, nó bậy không? Ok, thôi bây giờ là tiếp tục đóng hàng tiếp. Hôm qua là mình đã gửi serum nhị hoa ngày Tây đi Úc rồi. Bây giờ là trên đường là có chừng 10 ngày nữa là đại lễ bên Úc sẽ có cái serum của nhị hoa ngày Tây. Hôm nay là Ngọc tiếp tục gửi serum nhị hoa ngày Tây đi Hàn Quốc. Đó, bây giờ là chuẩn bị là làm thì gửi đi Hàn Quốc nè mọi người ơi. Chút nữa có phụ mẹ đóng thêm mấy trăm hộp đi serum nhị hoa ngày Tây đi gửi đi Hàn Quốc không? Ủa hôm nay không giúp nữa hả? Bữa nay là mẹ có kinh nghiệm nha, bữa nay mẹ không mặc quần Tây nữa nha, bữa nay là mẹ mặc quần jean. Đó, bữa nay là một quần jean là sẽ không có rách quần nữa, đúng không? Là con không có được cười mẹ nữa, nghe chưa?
Bây giờ nói cho cô chú nghe lý do tại sao mẹ bị rách quần. Cái bù bà sẽ muốn. Bù bà sẽ muốn này là gì? Nó tầm bậy không. Tại lý do tại sao mà mẹ bị rách quần đó mẹ nghe coi. Tại mẹ làm việc quá cực phải không? Mẹ làm việc quá nặng đúng không? Đúng không? Mà nói nè, lần sau mẹ rách quần con có cười mẹ nữa không? Dạ mẹ. Trời ơi, cười nữa hả? Dạ. Trời ơi, sao bữa hứa là con có không cười nữa, sao giờ cười nữa? Trời ơi, cô chú, cái bữa mà tối mà rách quần nữa đây để kể cho cô chú nghe. Cái bữa tối rách quần á, 11 giờ đêm. Nó nằm, nó bấm cái điện thoại, nó coi vậy nè. Cái nó nói mẹ, con xin lỗi mẹ. Cái Ngọc nói, con quay qua Ngọc nói, con xin lỗi mẹ cái gì vậy? Nghe. Cái nó nói hả, con xin lỗi mẹ tại vì hồi nãy mẹ bị rách quần mà con cười mẹ. Đó. Cái xong rồi cái Ngọc nói á hả, mẹ biết á là hả, tự nhiên mà mẹ bị rách quần thì nó mắc cười thiệt đó. Nhưng mà con cười xong đi. Mẹ thấy rồi. Nhưng mà con cười xong đi. Rồi cái hả, con phải suy nghĩ lại là tại sao mẹ lại bị rách quần. Tại vì mẹ ngồi mẹ đóng hàng cực quá, mẹ bưng hàng nặng quá nên mẹ ngồi lên ngồi xuống hả, cái quần đó quần tay là mẹ bị rách. Nên là mốt con làm lớn lên con có tiền, con thấy mẹ rách quần là con mua quần cho mẹ mặc. Nó nói dạ, mốt con sẽ không cười mẹ nữa. Con nói ừ, vậy mẹ cảm ơn con nha. Đó, hai mẹ con Ngọc cứ ngày cứ tê vậy đó. Thôi bây giờ Ngọc bắt đầu cho công việc một ngày mới của Ngọc nha. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã ngồi nghe Ngọc nói. Bây giờ tiếp tục sau đó thì bữa nay Ngọc cũng chưa biết Ngọc sẽ ăn cái gì nữa. Nên là mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi một ngày hôm nay của Ngọc ở Mỹ như thế nào nha. À, con lụm cái lá hả? Đẹp ghê. Rồi bây giờ cô chú ơi, dừng lại ăn trưa. Bây giờ là 2 giờ trưa rồi, hai mẹ con không có gì ăn hết, ghé mua McDonald's ăn. Chay thì nó thích ăn french fries. Còn Ngọc á, nóng quá con, nóng thì mẹ mở cửa ra. Mở cửa xuống có gì đỡ nóng. Ngọc á hả, thì cái menu người ta không có cái hamburger với lại gà. Nên thôi Ngọc ăn đại ca 10 cái chicken nugget. Mà chicken nugget có nghĩa là cái thịt gà mà người ta ấy lên đó các bạn, cái mình chấm như là cái sauce. Ủa trời, không cho sốt nên còn được đời không? Không cho sốt luôn. Đâu có cho mẹ sốt đâu chay. Yeah. Mommy just ask for sauce. Rồi ask for sauce? Yeah. Thôi cỡ ăn gì cũng được, khỏi ăn sốt được không? Cũng mặn. Ăn cho có cho bụng đỡ đói không? Thịt gà. Sao mà nó chiên giòn lên rồi. Mấy đứa mít nít Mỹ thường thích ăn này, con trai không thích ăn này, chỉ thích ăn french fries thôi. Kể cho mọi người nghe, đó là Ngọc quên câu chuyện này đâu. Trai nhắc lại cho Ngọc, ngày lúc mà Ngọc lên xe Ngọc ngồi á, nó hỏi mẹ có chìa khóa trong túi mẹ chưa. Thế là Ngọc mới nhớ lại câu chuyện. Hồi bữa Ngọc đi vô cửa hàng làm xong rồi, cái chìa khóa xe của Ngọc để Ngọc cho các bạn coi. Ok, chìa khóa xe của Ngọc. Đây là cái chìa khóa trong tiệm làm cô cửa hàng của Ngọc. Thì á, Ngọc đi ra, Ngọc đóng cái cửa ở trong, Ngọc khóa cái cửa ở trong, Ngọc để quên cái chìa khóa xe này ở trong cái tiệm. Trên xe Ngọc không có bất kỳ một cái chìa khóa nào để đi vô lại cái tiệm để lấy cái chìa khóa xe. Mà trong lúc đó á, là xe của Ngọc, tại vì Ngọc vô có chút xíu rồi Ngọc ra, nên là cái xe của Ngọc vẫn để nổ máy. Thì Ngọc đóng cái cửa lại, Ngọc mới ngồi vô xe, Ngọc sực nhớ là Ngọc để quên cái chìa khóa này ở trong cái tiệm rồi. Bây giờ không có chìa khóa để vô tiệm lấy cái chìa khóa này, cũng không có cái chìa khóa để chạy chiếc xe luôn. Lúc đó Ngọc nói trời ơi cuộc đời. Cái đây không phải là lần thứ nhất, đây là lần thứ hai rồi. Nhưng mà cái lần thứ nhất á, là may mắn thay là chồng Ngọc anh ở nhà, anh đi làm về rồi, nên là anh chạy ra, anh là mở chìa khóa ra, anh mới lấy cái chìa khóa này từ trong cửa tiệm ra được. Lần này là chồng Ngọc, lúc đó là nó còn sớm lắm, lúc đó là mới có 2 giờ chiều mà chồng Ngọc á đang ở đâu cách Ngọc á 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi. Ngọc nói gọi chồng Ngọc, ông nói rồi thôi xong. Anh ơi, cái chìa khóa em để quên trong tiệm rồi, cái chìa khóa xe để quên trong tiệm rồi, bây giờ không có cái chìa khóa để mở ra. Để lấy cái chìa khóa xe để chạy về nhà. Cái chồng Ngọc nói bây giờ thử đi. Thử không có cái chìa khóa xe này, cô có chạy về nhà được hay không? Nếu mà cái máy xe không tắt máy thì cái máy xe Ngọc vẫn để chạy, cái máy để vẫn hoạt động bình thường. Thì Ngọc mới nói giờ sao thật, giờ không còn cách nào hết, phải làm liều. Cái xong rồi cái Ngọc lùi cái xe lại, bắt đầu Ngọc chạy về nhà các bạn.
Ngọc vừa chạy mà Ngọc vừa hồi hộp. Nó có khi nào mà chạy xa cái chìa khóa quá nó tắt phát cái chìa khóa xe hay không? Ngọc chạy, rồi các bạn biết cái cảm giác, các bạn biết cái cảm giác mà hồi hộp mà sợ cái xe nó tắt máy giữa đường là thấy bà luôn, chứ còn không có thể nào mà nói cái gì mà được hết á. Là Ngọc mới chạy vừa hộp, nó Nam Mô Về Phật phù hộ cho con về tới nhà. Nam Mô Về Phật phù hộ cho con về tới nhà. Các bạn có tin là Ngọc chạy xe về tới nhà luôn không? Mà từ cái cửa hàng Ngọc cho tới cái nhà Ngọc á, để Ngọc tính coi ta, từ cửa hàng mà nó rất là gần, chắc cũng khoảng 1 cho tới 2 cây số, 2 cây không ta, gần lắm, 1 cây mấy 2 cây thôi à. Trời đất ơi, mà Ngọc không biết, Ngọc không biết á là cái xe này nó có cái giới hạn, là thí dụ như mình chạy 10 cây là nó sẽ tự động tắt máy nếu mà không có chìa khóa, hoặc là chạy cho tới chừng nào mà mình dừng lại, mình tắt cái xe đi là lúc đó là không có chìa khóa, là mình không còn chạy xe được nữa. Ngọc cũng không biết luôn, Ngọc cũng không có tìm hiểu luôn. Tới giờ Ngọc về nhà Ngọc cũng bận, Ngọc cũng không có thời gian tìm hiểu. Mấy bạn hiểu Ngọc nói không? Là mình chạy cho tới khi nào mà nếu mà ai mà ăn cắp xe mình á, là chạy cho tới nào hết xăng thì thôi. Chứ còn mà dừng lại mà tắt cái máy xe một cái là cái xe dừng lại là đâu có chìa khóa đâu mà mở lên lại. Hoặc là nó có cái giới hạn là mình chạy có thể chạy được 50 cây số là mình là tự động cái xe nó sẽ dừng lại nếu mà không có chìa khóa. Ngọc cũng không có tìm hiểu cái đó nữa. Nhưng mà hồi nãy á, hên về tới nhà. Tại vì ở trong xe có cái chìa khóa nhà, nên là về nhà mở cửa ra là ở trong nhà nó có một cái chìa khóa thứ hai nữa. Tại vì chiếc xe này khi mình mua người ta cho mình 2 cái chìa khóa. Là xong rồi là được cái chìa khóa thứ, là về là khỏe ra mở cửa ra là có cái chìa khóa kia rồi. Là ngày hôm sau chỉ cần dùng cái chìa khóa đó chạy ra tiệm là con lấy lại được cái chìa khóa này. Mà Ngọc làm cái chìa khóa cho tiệm, Ngọc làm 5 cái chìa khóa dư. Mà lúc đó là không biết làm sao á, giờ còn có 3 chìa, mất 2 chìa. Một chìa là chồng Ngọc giữ, một chìa là Ngọc giữ, với lại một chìa là nó nằm ở cái chỗ nào đó mà ở trong nhà hết. Nên là cái Ngọc chỉ có đúng một cái chìa khóa tiệm của Ngọc thôi. Ngọc nói thôi, bây giờ để dặn trong lòng đó là phải đi tới Home Depot để làm thêm một cái chìa khóa thứ hai. Mà cũng tới nay cũng chưa có làm được, nhưng mà cái câu chuyện đó là vậy, tính là không có kể. Nhưng mà con trai nó nhắc mới nhớ. Hồi nãy Ngọc như Ngọc nói lúc đầu á, Ngọc ngồi lên xe vậy nè, chuẩn bị lái đi, nó nói mẹ, mẹ có nhớ lấy chìa khóa chưa? Lúc đó Ngọc mới sững là nói wow, hay thiệt, nó nhớ hay dữ ta. Tại vì lúc mà đó là Ngọc không có nói chuyện, Ngọc ngầm nói chết rồi cha ơi, mẹ để quên cái chìa khóa xe ở trong tiệm rồi, mà bây giờ cái chìa khóa xe với lại cái cửa của cái chìa khóa tiệm nó nằm trong một cái chìa khóa luôn rồi cha ơi. Ngọc gọi điện thoại cho ba nó, chị mà nó nằm nó nghe, giờ nó nhớ, giờ nó khỏi bệnh, hết hồn nó thì chứ. Nó vô nó làm nhiều cái hết hồn lắm chứ không phải đơn giản đâu cô chú. Mà các bạn thấy ngộ không? Không có chìa khóa. Tại vì khi mà các bạn lái xe mà không có chìa khóa, nó sẽ ghi là key not detected, có nghĩa là không có chìa khóa xe ở trên xe. Thì mình đâu có biết là mình có thể lái được hay không đâu. Mình là giống như là chơi, mình giống như là chơi nặng bài mà chơi lô tô vậy đó. Mà là kinh hay là thua. Rồi mà chạy về được tới nhà luôn. Thôi sợ Ngọc là Ngọc sợ Ngọc luôn. Ngọc cứ lo Ngọc ấy, Ngọc suy nghĩ nhiều quá đó, Ngọc quên lung tung hết thà bần hết. Nay kể lại đây mong mốt chứ mấy cô chú anh chị nào mà giống như Ngọc á thì cũng có kinh nghiệm, mà không biết cái rồi Ngọc không biết là xe nào cũng vậy hay là chỉ có đời xe này thôi, Ngọc không biết. Thôi Ngọc không có kể cho mẹ Ngọc nghe. Không có chìa khóa xe mà vẫn chạy xe được. Thấy đó cô chú coi nè, sáng nay nó dậy nó ngủ cho sớm, nó dậy cho sớm vô rồi vợ hả nó ngủ tới giờ đi học âm nhạc rồi nè, mấy tuần nay bỏ âm nhạc, bỏ cái nhịp sống của âm nhạc để đi chơi đi bời, giờ cuối cùng tới lớp âm nhạc nằm ngủ được đời không coi. Tóc của chay hả mà nắng chiếu vô là màu này nè cô chú nè, đó nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn mang trên đôi môi hồng, người em yêu tìm vườn trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đa. Trời ơi, nằm ngủ rồi được đời không có bờ môi kìa. Ui trời ơi, có cái bờ môi con mắt với cái mũi kìa cô chú kìa. Trời được ơi, cắn dễ sợ luôn thiệt chứ. Mỏ nói chuyện dữ dằn lắm. Nói tào lao được cũng hay lắm. Mũi giờ cũng đỡ tẹt rồi, cũng lên có cái sóng chút rồi. Ngủ chưa không? Trời ơi, trục đàn cục ngọc á nên cô chú nha, đàn cục ngọc á.
Rồi giờ sáng xì ba con nha. Chê cho phải nói với chồng với lại các cô chú là con ở ngoài á là con đẹp hơn ở trong phim nhiều lắm. Nói vậy đó thiệt, cái đó là nói thiệt, trong phim như trong hình ông bà ở ngoài con mà con đẹp hơn nhiều lắm. Nhớ chưa chê? Ủa chứ chị coi video chị thấy nó không có ấy bằng à? Ừ, không có đẹp bằng à. Không phải, trong video con cũng đẹp ha, nhưng ở ngoài là con đẹp hơn nhiều lắm. Nói vậy đó. Cái đó cô Hồng mới dám nói thì chạy nào đám đâu. À, tại em bữa chị thấy cái hình nào mà em cho nó đeo mắt kiến á. À. Nhìn bà già. À đúng rồi, nhắc mắt kiến em muốn bên để cho nó đeo nữa. À. Đeo mắt kiến vô đây. Chịu đeo không nhỉ? Yên. Chịu. Yên. Chịu. Ừ. Nè. Đẹp ghê yên mẹ thấy nè. Rồi. Nè ơi mẹ. Cái gì con? Không, để cô Hồng tự làm. Yên. Chứ mẹ không có làm. Cô Hồng tự sơn cho con. Con giờ yeah. Con cảm ơn cô Hồng. Lớn lên. Ê, xe ra. Đẹp không? Dạ đẹp. Thay gì dạ đẹp cho không mà cái chai sparkle chị Hồng sơn lên đẹp á. Chai này anh đi. Nó có mấy nhiều. Chai này không được. Mấy chai này hơn nó bị gì đó. Nước lên nước chai đó sơn lên đủ thứ. Nó có nhiều mà. Dạ. Nhiều. Cái này cũng được mà chị Hồng. Có không? Nó đặc vậy thôi. Chỉ có hơi đặc xí thôi. Không chị Hồng sơn mà cái gì mà đặc mà chắc chở là không có được chị Hồng. Chị là... ừ. Con người thích sự sung sẻ. Công chúa. Dễ dàng thôi. Dễ dàng. Dễ dàng công chúa. Cái gì mà chắc chở. Như chay là nãy giờ chay quên là 40 đồng một bộ này. Trời ơi. Ủa rồi. Đẹp luôn. Con có tiền trả cô Hồng không? Có tiền không? Có không? Con có tiền không? Ừ, chứ bà không bà không có rồi. Thôi đừng móc. Khỏi trả cô Hồng. Khỏi móc. Đừng móc. Cô Hồng không có lấy con ơi. Trời tiền. Có tiền không móc trời đâu để con kiểm tra con. Đâu có tiền bạc chứ đâu móc. Trời ơi, sao con móc móc gì? Móc đồ làm ghê lắm. Con diễn. Con diễn ghê luôn. Là mất hồn. Tiền đâu có. Cái tiền không có tiền mà móc đồ làm ghê quá. Mặt chị nhìn gần ra chị đẹp lắm. Con nói cho cô nghe Hồng nghe với cô Nhi nghe con mới đi học cái gì về. Học lớp gì? Học lớp gì? What class? Hồi nãy mẹ mới 40 but what is called? Mill. Cái gì? Học cái gì lớp gì? Mill gì? Miêu gì? Miêu dịch hả? Oh, you got sparkle on you. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt đi con. Trời ơi, thở dài là chết mò cái gì vậy? Mệt mỏi vậy. Lâu quá, 40 đồng, lấy 40 đồng lâu ghê. 40 đồng ta làm cho nó đúng với giá trị 40 đồng chứ. Nhưng cuối cùng làm nó ngồi nó thở dài ra. Chưa, bớt con tay à, lát rồi nó lên nớp nữa. Ớt ăn nữa. Vậy chưa, vậy là đầy đủ. Chưa, đó thấy trên này thấy trên này nó để vậy nó ảnh luôn ngứa thì con nít lên làn vậy này thấy không nó ngồi sao quạt cái ấy tóc nó bay bay vậy đủ thứ hết trơn á trời ơi đó thấy chơi bóp cò chạy rồi nè thấy chưa. Hello mọi người, thì xong nãy mọi người thấy Ngọc ăn cái mạch ra nồi đó xong rồi cái Ngọc về thì thôi suy nghĩ đó, đi ra chợ, tiệm thăm mấy chị ngoài tiệm chút chơi 1 tiếng đồng hồ về tới nhà là 6 giờ tối rồi, giờ 6 giờ tối không ăn nó uống đồ đâu kịp đâu, nên thôi Ngọc mới thèm cái này cái mà mắm với thịt ba rọi mà Thím Phượng làm á, thèm quá phải hâm lên. Hâm là trong nó để trong tủ lạnh hâm lên với cơm nóng rồi bây giờ hút thôi. Dạo này tự nhiên thèm cái này mà tưởng hết rồi ai ngờ cũng còn. Nên là tối nay sẽ ăn cơm với cái này mà nhà hết dưa leo. Không có dưa leo. Mời mọi người nha. Ôi,
cơm nóng thơm mùi xả cay cay. Wow, quá đã mọi người. Chồng Ngọc chắc chút nữa là anh đi quên mua bánh trị giả anh ăn đó. Ngày nào mình không Ngọc có nấu ăn á thì hả ăn, còn không là mạnh món ai người đó tự ăn. Hồi nãy mua cái gì đó, cái cục thịt gà chiên đó, mua 10 cục ăn vẫn còn 5 cục ăn không nổi, ngán. Vậy ăn cơm với cái này vậy mà chắc bụng mà khỏe ngon rồi. Thơm mùi xả cay cay. Không còn gì bằng không. Hồi đó là Ngọc không biết ăn cái này luôn á. Nhưng mà do chất á, nếu cái này mà nó có mùi mắm nhiều là Ngọc sẽ không ăn được. Nhưng mà cái này á, mùi mắm mình không nghe luôn. Nó không nghe mùi mắm là xạo, nhưng mà nó dễ chịu. Là mình cái người mặt nào giờ không ăn mắm được như Ngọc, mà Ngọc vẫn ăn được. Nếu còn mà nó đậm mùi mắm có là khó ăn hết. Ngộ. Cái này nghe mùi xả nhiều, không có nghe ấy cái mùi mắm có gì nhiều á. Cái này á, nếu mà không cay á, là chồng một món ăn được, luôn á. Cơm mắm ruốc xào thịt cũng đã kết thúc cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích với cái video clip này, một chút chia sẻ của Ngọc về cái một cái ngày của Ngọc, về cái chiếc xe của Ngọc. Ngọc cũng không biết là cái chiếc xe nó vậy hay là phải ấy vậy hay là sao Ngọc cũng không biết luôn. Nhưng mà đó là cũng là một cái câu chuyện Ngọc thấy là khá thú vị. Nào giờ Ngọc mới vừa trải nghiệm luôn á. Thôi bây giờ Ngọc xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye.